Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ review về cái thể tích đựng của đai Naked Running Band và độ chống rung của nó. Hai Tuấn, em thử quay một vòng xem thể tích đựng. Ở đây chúng tôi có là một bình nước cứng. Đây Tuấn cầm hộ khách một bình nước mềm đã dùng hết, có xúc xích, điện thoại, hai cái đai đeo gậy. Tuy nhiên thì hôm nay Tuấn không có đem gậy và một bình sơn xịt chỉ đường. Vâng, thể tích đựng của chiếc Naked này có thể lên tới 2 lít và như bạn thấy được là cái lớp ngoài của nó là lớp chất liệu Lycra co giãn cực kỳ tốt, có thể đựng được rất nhiều thể tích, mà khi không đựng thì nó sẽ rất là nhỏ gọn. Và chúng ta hãy cùng test độ chống rung của nó. Tuấn có thể di chuyển như chạy trail bình thường. Hello anh. Và thêm một điều nữa, đây là chiếc belt mà như bạn thấy ở những elite hàng đầu châu Á như John Ellis vô địch 160 km ở Penang Eco Malaysia vừa rồi, và anh chỉ dùng duy nhất chiếc Naked này để mang đồ, và sẽ có thêm tiếp vận ở các checkpoint. Và đây cũng là sự lựa chọn tốt cho những cự ly hàng ngày chạy tập luyện ở trên hồ, trên công viên, cũng như đi chạy trail những cự ly như 10, 15 và 21 km và thậm chí 42, 70 km và 100 km các runners cũng dùng. Nhưng mà trong trường hợp họ phải tính toán được cái lượng nước và nhu yếu phẩm mà họ cần giữa các checkpoint, và hơn nữa với tốc độ nhanh của họ thì lượng nước và mọi thứ họ cần cũng sẽ ít hơn người bình thường. Nếu chúng ta di chuyển chậm thì sẽ cân nhắc giữa Naked Belt và có thể trang bị thêm những vest chuyển trail khác. Sơn Hoàng from Active Store, chúng tôi đang review ở cung đường trail đồi Bù, Trương Mỹ, Hà Tây Cũ, nay thuộc Hà Nội.